Chào anh chị và các bạn đã trở lại với Là Đà Lạt. Và đây là Đà Lạt ngày 30 tháng 6. Và đây là ngày thứ tư khi Đà Lạt có lệnh giãn cách xã hội. Mới được cập nhật vào ngày hôm qua, đó là ở một cái thị trấn huyện Liên Nghĩa, cách Đà Lạt khoảng 30 cây số, đã có những cái người tiếp xúc và tiếp xúc với F0, và người ta đang có cái sự cách ly kịp thời. Thì đó là ở Liên Nghĩa, cách Đà Lạt 30 cây số. Còn với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đến từ Bắc Giang có dương tính đó, thì cũng đã được cách ly, Đà Lạt cách ly các kiểu, mọi thứ ổn thỏa trước ngày 26 rồi, 26-25 rồi. Và ngày 27 thì có lệnh giãn cách. Đó là những thông tin cập nhật vào buổi sáng ngày hôm nay. Thì tức là Đà Lạt vẫn chưa có những cái diễn biến mới ở trong cộng đồng. Cái nữa là ở đây là những video của mình nói về Đà Lạt giãn cách, thì mình nói về giãn cách chứ không phải nói về Đà Lạt cách ly. Cho nên trước khi video á, có những anh chị nào còn thắc mắc và theo kiểu là và văng tục á, thì làm ơn đọc rõ cho mình nha. Với cái thứ ba nữa là vào xem video của người khác làm á, thì có quyền chê bai và bình phẩm các kiểu, nhưng không có quyền công kích và hạ nhục cá nhân. Cái đó rất là dở. Và cái thứ nữa là đặc biệt là cái chỗ này không phải là chỗ để chửi tục chửi thề. Cho nên bữa giờ cũng rất là vui khi mà có rất là nhiều anh chị xem video của mình, nhưng mà có một số vào chửi tục chửi thề chưa gì đã địt mẹ địt cha các kiểu á, thì làm ơn biến, mình sẽ chặn ra khỏi kênh. Và rất là cảm ơn các anh chị và các bạn bữa giờ đang theo dõi và ủng hộ mình. Và ngày hôm nay là ngày thứ tư, cùng mình đi thôi. Hiện tại thì mình đang ở đường Vạn Kiếp và đường Tôn Thất Tùng đi lên trường Đại học Giác Xin. Đây là đường Tôn Thất Tùng đi lên Đại học Giác Xin này. Thì Đại học Giác Xin này cũng hình như là cũng thuộc quản lý của tập đoàn TTC Thành Thành Công. Đại học Giác Xin thì được đặt theo tên học sĩ Giác Xin, mà người mà phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên. Vâng. Hình như bây giờ là sinh viên đã nghỉ học hết rồi sao? Cho nên là con đường rất là vắng. Cạnh đây có quán cà phê. Và phải vào đây là trường Đại học Giác Xin. Sinh viên về hết cho nên là hai bên cũng vắng vẻ quá. Đường này vẫn là đường Tôn Thất Tùng này, vòng xuống nó sẽ giao nhau với cái đường Vạn Kiếp lúc nãy.
nay mình ra đường hơi muộn, bây giờ là 8 giờ rồi. Và ngày hôm nay thì Đà Lạt sương mù nó hơi nhiều, cho nên là mặt trời nó lên muộn. Mặt trời bây giờ còn chưa ra khỏi mây nữa. Đây là đường Vạn Kiếp. Và chạy thẳng đường Vạn Kiếp này sẽ đến với đường Mai Anh Đào và thung lũng Tình Yêu. Đây cũng là một trong những con đường mà mình hay đi làm. Hai bên có farm, có đồ rất là đẹp. Ở đây có farm vườn hoa anh Quỳnh này. Ở đây này rất là rộng và nhiều rau hoa. Con đường Vạn Kiếp đoạn này cũng rất là đẹp khi mà cây xanh rất là nhiều. Đây là trung tâm phục vụ này. Mình cũng có một video của trung tâm phục vụ về buổi sớm đi làm, lúc sáng sớm. Còn bên này là trùng bên Minh Hòa. Cảm ơn các anh chị và các bạn thời gian qua đã theo dõi video của mình. Đây là Đà Lạt ngày 30 tháng 6, ngày thứ tư giãn cách. Và giãn cách chứ không phải là cách ly nha các bạn. Giãn cách thì mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường. Đây là rẽ ra đường Mai Anh Đào. Đây là bãi xe, trạm bãi xe buýt, trạm xe buýt Đà Lạt khá là thô sơ. Và bắt đầu từ cái góc này, bên trái này, từ góc này là bắt đầu sẽ là đất của thung lũng Tình Yêu, đất của TTC. Đấy, quả đồi đẹp phía trên này cũng là của TTC luôn. Đồi đẹp phía trên này cũng của TTC luôn này. Quả đồi mà mình cũng hay lên để đi nướng thịt và đi chơi. Quả đồi rất là đẹp. Bây giờ có cỏ lau, bông lau màu trắng. Đây là vườn ánh sáng đang sửa sang lại luôn. Ngày giãn cách thứ tư. Và xin thông báo là giãn cách chứ không phải là cách ly. Cho nên mấy thanh niên vào chửi bới. Là cảm ơn cả các anh chị và các bạn làm theo dõi video của mình. Có những góp ý, có những nhận xét. Ok, rất là tuyệt vời. Còn những bình luận mang tính chất gì ta? Công kích và nhục mạ cá nhân à? Thì những cái loại đó thì mình xin phép tiến. Mà những cái thể loại mà vào chưa gì đã địt cụ, địt cha, địt mẹ mày thì thôi biến. Mở mồm ra là không thấy văn minh rồi. Thung lũng Tình Yêu vẫn đang đóng cửa nhé. Vẫn chưa có chưa hoạt động trở lại. Còn bên này là XQ sử quán cũng đóng cửa nốt, chưa biết ngày hoạt động trở lại luôn. Đây là phòng tranh ở phía dưới, người ta vào trưng bày thôi. Đó, nó đóng cửa rồi. Và nãy giờ đi nguyên con đường đi vậy mà chưa hết đất của TTC. Thống kê ở trên YouTube á, thì nó thấy là những anh chị và các bạn theo dõi kênh của mình á, bắt đầu từ độ tuổi từ 25, mà đâu đó vẫn có những người có nghĩa là độ tuổi từ 25 là độ tuổi rất là ok rồi, rất là chín chắn lắm rồi, mà vô cái kênh của mình để chửi bới, nó không biết mình là ai. Thật là
thật là ác độc. Đó, và bây giờ ở bên này, bên phải này là khách sạn 5 sao La Đà Lạt. Rất đẹp. Có khách không? Ở bên trái này là gần như bắt đầu đến cái đoạn này thì bắt đầu sẽ hết đất của TTC này. Đó. Hết đất của TTC. Và đến phần đất bên trái là của rừng hoa Đà Lạt. Đến đường Mai Anh Đào sẽ là chuyển qua đường Nguyễn Tử Lực, một trong những con đường mà rất là nhiều vựa rau các kiểu, rất là nhiều vựa rau người ta kinh doanh và thu gom nông sản để vừa đi xuất khẩu mà cũng vừa đi vận chuyển đi cho tất cả khắp nơi. Đây này, mấy cái hàng xe này là đến từ khu du lịch rừng hoa. Thì trong này có trồng hoa và rau rất là nhiều. Nãy giờ có mấy cái xe là dài đó. Thì con đường này mình không có cơ hội quay lúc nó chưa thải đá. Thì bây giờ nó đang giai đoạn công đoạn làm vỉa hè mở rộng ra rồi. Vỉa hè rất là đẹp. Và xung quanh này nó rất là nhiều vựa rau và nhiều vựa rau và hoa rất là lớn. Và con đường này được làm lại rất là mới và đẹp. Hồi trước đi ổ gà ổ trâu rất là nhiều, tại vì là cái lưu lượng đó, nãy giờ thấy cái lưu lượng xe tải di chuyển trên đường là rất là nhiều, tại vì phải thu gom rau củ và vận chuyển rất là nhiều, cho nên là nó con đường này cũng nhanh xuống cấp và được làm lại rồi. Đường khá vắng. Bên này cũng có rất là nhiều vựa rồi hợp tác xã rau hoa. Bữa nay làm lại đường rất là đẹp. Bữa trước ổ gà ổ chó nghe ghê lắm. Đó, xe này là xe tải đông lạnh. Cái xe phía trước là xe tải đông lạnh chở rau. Xe container đông lạnh chứ. Vận chuyển đi xuống Sài Gòn thì nó nhanh, nhưng mà vận chuyển đi ra ngoài miền Bắc thì cần phải có xe đông lạnh để giữ cho rau củ quả tươi. Nhiều xe quá. Đó. Phía trước cũng xe tải đang chất hàng hay sao á. Và có cái U ở trên đầu là cái buồng máy. Đây là không phải xe, không phải xe tải đông lạnh. Có cái container á. Cái container có những cái U trên đầu là có container. Xe tăng chất cái gì đấy, có xe phía sau không dừng lại được. Con đường này làm lại mới rất là đẹp. Rộng, sạch sẽ, nhìn đẹp lắm. Và hiện tại đang đến công đoạn làm vỉa hè. Đây đang làm vỉa hè với lát gạch. Bữa nay qua với con đường này không nhận ra luôn. Nhiều khi tưởng mình đi nhầm đường á. Hai bên thay đổi nhanh quá. Làm lại con đường cái tự nhiên khác hẳn luôn. Đây này, có vựa rau rất là lớn mà.
Đó. Xe nhiều quá. Đó, có xe kia chở một hai chậu hồng. Hai chậu hoa hồng. Rất là to. Đó, toàn xe tải không. Tại vì hai bên rất là nhiều vựa hoa và vựa rau. Đường đẹp thẳng tắp. Hôm nay bên này mọc lên biệt thự, nhà cao cửa rộng hết. Ở đường Nguyễn Tử Lực này thì có viện nghiên cứu hạt nhân. Bên tay phải này, đây không phải là ngôi chùa, đây là một nhà thờ. Đây là một ngôi nhà thờ, gọi là nhà thờ Tạo Tác. Nhà thờ gì ta? Tùng Lâm. Không phải. Tôi mất tiêu rồi. Nhà thờ này là nhà thờ gì tôi mất tiêu rồi. Tự nhiên nhảy qua bên Tạo Tác gì nhưng quên qua bên Tạo Tác. Cái nhà thờ này gọi là nhà thờ Thiện Lâm. Phải mất tiêu. Gọi là nhà thờ Thiện Lâm thì được xây theo cái các cái tầng, nó giống như các ngôi chùa. Đó là một cái gọi là tiệm biến văn hóa. Và bắt đầu từ đoạn này là con đường cũ ngày xưa, nhưng mà hai bên thì được vẫn làm lại vỉa hè mới. Đứng từ đây á thì có thể thấy được trường Đại học Đà Lạt. Trường Đại học Đà Lạt ở xa Tít Mù Khơi bên này, với đó, đây là trường Đại học Đà Lạt đây. Đó, với tháp sao ở bên. Với tháp sao ở bên. Và cái hai cái tòa to to đó là thư viện của trường Đại học Đà Lạt. Thì cái tháp sao của trường Đại học Đà Lạt cũng hướng về bên phía đỉnh Lam Biang. Và bắt đầu từ đây là viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt này. Trong này không biết là có lò phản ứng hạt nhân hay không ta, nhưng mà ở đây là viện nghiên cứu hạt nhân. Đó, nhìn con đường nhìn cái tòa nhà kia chắc là có lò phản ứng chứ. Khu vực không được miệng không vào này, không tập trung đông người. Đó, ở đây là có luôn có anh công an túc trực cả ngày lẫn đêm. Nếu mà đứng quay lèo vèo là anh bắt súng ra anh đuổi mất. Ở đây giờ là vòng ra bờ hồ. Và con đường này sẽ đi hết con đường Nguyễn Tử Lực này sẽ là xuống vòng đến bờ hồ. Thì bờ hồ mình cũng có những video mình quay rồi. Và đó là ngày thứ tư Đà Lạt giãn cách xã hội. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi video của mình. Những video mà cập nhật về Đà Lạt, về những thứ là lạ ở Đà Lạt, mặc dù mình chưa làm được gì mới lạ hết. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn đến với kênh Là Đà Lạt thì cũng có thể ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, hoặc là theo dõi những video mới hơn về Đà Lạt. Bye bye và hẹn gặp lại những video lần tới tại Là Đà Lạt. Bye bye.